Để làm cái điện tử này, chúng ta sử dụng cái bộ phận quang học của một cái máy gia đình được cũ. Đây mình có một cái mua chợ trời với giá là 5.000. Đầu tiên mình tháo nó ra để lấy những cái bộ phận tháo kính của nó. Chúng ta chỉ lấy hai thành phần này thôi, hai thứ kính hội tụ, những cái khác bỏ một bên. Bước tiếp theo mình sẽ lấy hai thấu kính này và gắn lên cái smartphone. Đây cái smartphone này mình gỡ gấp lưng ra ha. Cái này sẽ làm thị kính và sẽ được ấp sát với camera và smartphone. Đây, mình sẽ cố định nó lại bằng băng keo. Tiếp theo sẽ là cái phần vật kính của nó. Ở đây cái này nó có hai cái rãnh. Cái rãnh này là khớp với hai cái chân của cái thị kính này. Mình chỉ đặt cố định vào đó thôi, không cần căn chỉnh vị khoảng cách gì cả. Ốp sát vào và cố định lại bằng băng keo là được. Cuối cùng là mình phải căn chỉnh lại một chút để đảm bảo là cái kính này nó sẽ nằm đúng tâm của camera điện thoại. Này, lại một chút mình sẽ dùng tay để chỉnh lại. Ok, như vậy đã xong.